đến phường Tây Thành, nghe tiếng hát dân ca. Khi anh đến phường Sơn Kỳ là được nghe tiếng máy vang xa, người biết bao nhiêu niềm tự hào truyền thống anh hùng qua Tân Phú quê em. Quê em quận Tân Phú mặc dù xa nhưng lại rất gần, mà ai còn ngại ngần chưa đến được một lần cho thỏa nỗi mong chờ, mà sao cứ nhớ cứ thương trong lòng người ơi. Anh đêm ngày canh giữ ngoài đào xa nghe Tân Phú quê mình, anh thấy yêu khu công nghiệp Tân Bình, đó là nơi những niềm tin chào đón gọi mời, người ở xa chung sức xây đời cùng nhau xây dựng quê hương đẹp giàu. Quê em quận Tân Phú vượt qua bao gian khó đi lên, nay đã thêm những con đường thênh thang, đã mọc lên những nhà cao cao ngất vũ trời, từ Trường Chinh cho đến Tây Thành cùng nhau xây dựng quê hương đẹp giàu. Khi anh đến phường Tây Thành là được nghe tiếng hát dân ca. Khi anh đến phường Sơn Kỳ là được nghe tiếng máy vang xa, người biết bao nhiêu niềm tự hào truyền thống anh hùng qua Tân Phú quê em. Quê em quận Tân Phú mặc dù xa nhưng lại rất gần, mà ai còn ngại ngần chưa đến được một lần cho thỏa nỗi mong chờ, mà sao cứ nhớ cứ thương trong lòng người ơi. Anh đêm ngày canh giữ ngoài đào xa nghe Tân Phú quê mình, anh thấy yêu khu công nghiệp Tân Bình, đó là nơi những niềm tin chào đón gọi mời, người ở xa chung sức xây đời cùng nhau xây dựng quê hương đẹp giàu. Quê em quận Tân Phú vượt qua bao gian khó đi lên, nay đã thêm những con đường thênh thang, đã mọc lên những nhà cao cao vút ngất trời, và còn đây với những công trình tình yêu đợi chờ một ngày không xa anh sẽ về đây.